Carlos Ghosn hiện đang trú trong ngôi nhà tại Beirut được bao bọc bằng nhiều phương tiện bảo vệ. Cựu tổng giám đốc của liên doanh ô tô Renault Nissan đã trở về quê nhà hôm 29 tháng 12 trên chiếc máy bay riêng từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thông cáo được ông công bố. Hiện tôi đang ở Liban. Tôi không còn là con tin của hệ thống tư pháp bất công của Nhật, vốn chỉ thiên về suy đoán có tội. Tôi không trốn chạy công lý, mà tôi được giải thoát khỏi bất công, bị bắt tháng 11 năm 2018 và bị truy tố vì tội lạm chi công quỹ. Carlos Ghosn bị quản thúc tại gia sau khi được trả tự do với điều kiện đóng tiền thế chân hồi tháng 4 năm nay. Hoàn cảnh của vụ chạy trốn vẫn chưa rõ ràng. Ông không thể rời Tokyo hơn 2 ngày nếu không được sự đồng ý của công tố viên. Tất nhiên, ông bị cấm xuất cảnh. Nơi ở của ông cũng bị các camera giám sát ngày đêm. Hôm nay, luật sư người Nhật của Carlos Ghosn bị bất ngờ hoàn toàn. Ông khẳng định vẫn giữ toàn bộ giấy tờ của Carlos Ghosn và đã gặp thân chủ hồi tuần trước để chuẩn bị cho phiên xử dự kiến vào mùa xuân 2020. Ở Nhật, người ta coi vụ chạy trốn, tức là ông nhận tội. Carlos Ghosn vẫn bị buộc 4 tội danh và có thể bị mức án 15 năm tù và 1 triệu euro tiền phạt. Nhưng không chắc gì doanh nhân này sẽ phải đối mặt với tư pháp Nhật vì Liban không ký hiệp định dẫn độ với Nhật.